sỡ gỗ của cái dòng gỗ gụ này bao giờ nó cũng sẽ sùi hơn, nó không mịn bằng cái dòng gỗ hương đá các bác nhé. Gỗ hương đá này thì nhìn cái tớ gỗ của nó rất là mịn và rất là rắn các bạn. Cho nên khi mà các bác sử dụng cái hàng câu đối vuông như này, hàng các bác cũng nên làm dày cho em là hàng 5 phân thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Xin chào các bác đã quay trở lại với video của em Linh. Thì thưa các bác, trong video này thì em Linh sẽ chia sẻ cho các bác về cái hàng đại tự vuông làm bằng chất liệu gỗ gụ và gỗ hương đá. Thì những cái hàng đại tự như thế này thì thường xuất hiện ở trong gian giữa của không gian phòng thờ các bác nhé. Và những cái tấm đại tự này thì nó thường in những cái dòng chữ lớn ở bên trong, nó thay cho những cái lời khuyên răn và dạy dỗ của các cụ cho con cháu đời sau. Chất liệu bằng gỗ gụ và gỗ hương đá thì nó đều nằm trong cái phân khúc nhóm gỗ quý loại 1, cho nên cái chất lượng gỗ của nó thì cực kỳ là tốt. Tuy nhiên cái đặc tính của mỗi loại gỗ nó có một đặc tính khác nhau. Thì đầu tiên thì em muốn chia sẻ cho các bác về cái chất liệu gỗ gụ Lào này. Thì ngày xưa thì các cụ thường hay sử dụng với cái chất liệu gỗ gụ, thì một trong những loại gỗ truyền thống. Nhưng ngày xưa cái chất gỗ gụ Quảng Bình thì nó hiện nay thì nó rất là ít và hầu như là không còn. Trên thị trường ngày nay thì đa số nó chỉ có cái dòng chất liệu gỗ gụ Lào như trước mặt các bác thôi nhá. Thì với cái dòng chất liệu gỗ gụ Lào này thì đầu tiên khi mà làm xong thì bao giờ nó cũng có xé cái màu vàng sáng như thế này. Thì nhìn vào thì nó sẽ cực kỳ là bắt mắt. Tuy nhiên để mà cái độ bền chịu nhiệt thì nó sẽ kém hơn. Nó thường hay bị nứt răm các bác nhé. Và nó bắt nắng rất là nhanh. Thì nếu như các bác mà sử dụng cái chất liệu gỗ gụ thì các bác cũng biết tất cả các loại gỗ gụ từ gỗ Quảng Bình, gỗ Campuchia và gỗ Lào thì tất cả các cái sản phẩm này đều bắt nắng rất là nhanh. Ngày xưa các cụ mà khi hoàn thiện ấy thì các cụ thường nhuộm theo nước vôi để cho tất cả các cái chất liệu gỗ đều màu, để cho khi mà mình hoàn thiện màu vecni, màu cánh gián non hay cánh gián sáng hay cánh gián già thì nó sẽ đồng bộ hơn các bác nhé. Thì khi mà các bác muốn sử dụng cái hàng đại tự bằng chất liệu gỗ gụ này hay tất cả các sản phẩm bằng gỗ gụ thì các bác cũng nên làm sớm trước cho em Linh từ 3 đến 4 tháng để cho nó gỗ khô tự nhiên đi các bác nhé. Vì cái chất liệu gỗ gụ này và gỗ hương đá thì đều là chất liệu gỗ tự nhiên, cho nên các bác nên để cho nó khô tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Gỗ gụ này khi mà so với hàng hương đá thì nó sẽ có một số các cái đặc tính khác hơn. Thì như các bác nhìn thấy trước mặt các bác đây là cái sản phẩm nhà em Linh làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Với cái dòng gỗ hương đá này các bác nhé, thì nó có cái độ chịu nhiệt và độ bền thì tốt hơn so với cái dòng gỗ gụ Lào. Và đặc biệt là riêng về cái hàng cái dòng màu sắc này, cái màu của nó thì thường nó có màu cánh sen hồng các bác nhé. Và khi đây là cái bên em để ở bên ngoài nó cũng bắt nắng rồi và nó cũng đã xuống cái màu nó sẫm hơn một chút so với bình thường. Tuy nhiên để mà cái hàng vân ấy, này các bác nhìn nhá. Vân gỗ hương đá thì thực sự nó rất là đẹp. Nó thường là nó có vân 3D, nó khác hoàn toàn so với tất cả các dòng gỗ tự nhiên hiện nay. Và khi mà hoàn thiện cái hàng hương đá này thì nó thường các bác là để màu trần gỗ thì nó sẽ nổi toàn bộ các cái phần vân lên và màu sắc nó sẽ rất là đẹp và đều. Kích thước khi mà làm những cái bộ đại tự như thế này các bác nhé, để cấu tạo lên một cái đại tự thì thường nó có bên ngoài là vỏ măng nhé, còn bên trong là tấm ván đại tự. Thì bên ngoài vỏ măng này thì bên ngoài vỏ măng này thì thường là làm dày 7 phân và chiều dày 7 và chiều rộng là 10. Thì khi đó thì nó sẽ đảm bảo hơn so với cái hàng chợ là người ta chỉ làm là hàng 6 và 9 phân thôi. Và cái ván mặt này là phần cực kỳ quan trọng. Vì cái chất liệu gỗ gụ này là thuộc cái hàng chất nhẹ nên nó hay bị nứt răm, cho nên các bác nên làm cho em là cái ván dày ít nhất là phải được từ 2 phân rưỡi đến 3 phân. Theo như em Linh thấy thì các bác nên làm từ 3 phân trở lên thì nó sẽ đảm bảo hơn. Vì với cái hàng gỗ gụ này thì một là cái việc mà nó bị hay bị nứt răm và cái chất gỗ nó nhẹ thì nó dẫn đến cái việc mà nó có thể bị cong nhé các bác nhé. Cho nên kể cả cái phần thang én ở đằng sau này các bác này. Những cái phần thang én ở đằng sau này các bác nên làm cho em là 5 thang. 5 thang thì nó sẽ đảm bảo hơn so với cái việc mà người ta làm phổ thông chỉ 3 thang thôi các bác nhé. Và toàn bộ những cái phần mà vỏ măng bao quanh này nhé các bác nhé. Toàn bộ cái phần vỏ măng bao quanh thì đều là có mộng âm ở bên trong hết. Gắn rằng hết vào với nhau các bác nhé. Chứ bên nhà em Linh không làm cái hàng mà cắt chéo. Mộng hàng cắt chéo làm mộng giả đâu ạ. Không làm hàng cắt chéo như thế này. Xong làm một cái mộng giả bên trong này là không có các bác nhé. Nhà em Linh làm đều là mộng thắt hết. Rằng hết vào với nhau. Với cái hàng đại tự này khi mà các bác làm những cái hàng bằng chất liệu gỗ hương đá thì em Linh cũng muốn tư vấn cho các bác. Thì tuy rằng cái chất liệu gỗ hương đá nó chịu nhiệt tốt hơn, nhưng với cái dòng hương đá này thì các bác cũng vẫn làm cho em là cái vỏ măng này là dày 7 phân 10 phân. Và cái ván đại tự đây thì nó cũng là một phần quan trọng, làm cho em dày ít nhất là từ 2 phân rưỡi trở lên.
Tuy nhiên để càng về lâu về dài thì cái giá trị gỗ sẽ nó đẩy lên cao, cho nên các bác nên làm cho em hàng nó dày dặn hơn để nó đảm bảo hơn. Và cái kích thước khi mà các bác sử dụng với cái hàng đại tự này thì nó có rất nhiều các kích thước. Kích thước nào cũng có thể làm được, từ cái hàng ngắn như 1m27 cũng làm được, hàng dài như 1m97, 2m17, còn có thể là dài đến tận 1m, 2m37 hoặc dài hơn thì cũng vẫn có các bác nhé. Nhưng phổ thông thì với những hàng đại tự này, đẹp nhất thì em Linh thấy là dài 1m97 và cao 67. Thì đó là một cái kích thước mà anh em Linh bán chạy nhất cho rất nhiều các bác khách khi làm những cái gian thờ từ đường ba gian, hay là các bác làm những cái bộ sập thờ, án gian thờ đi kèm với hàng đại tự thì nó cũng sẽ rất là phù hợp. Đối với cái hàng câu đối bằng chất liệu gỗ gụ và gỗ hương đá các bác nhé, thì cái đặc biệt với cái hàng câu đối thì nó sẽ là câu đối vuông. Với cái hàng câu đối vuông như thế này thì cái gỗ, cái phần gỗ này, riêng cái phần gỗ này phải lựa chọn là cực kỳ là kỹ các bác nhé. Câu đối vuông thì bao giờ gỗ sẽ không được rác, không được dập, vuông thành sát cạnh, không đục đẽo bất cứ một tí nào nhé các bác nhé. Thì các bác này với cái tấm gỗ này là thường là rộng 28 phân và dài xuyên suốt từ dưới lên đến trên đỉnh đây là 1m97. Nó khác hoàn toàn so với cái hàng mai hóa thì nó vẫn có cái hàng đầu rồng ở phía bên trên kia. Thì các bác có thể làm bớt đi một vài phân vẫn là ok bác nhé. Sỡ gỗ của cái dòng gỗ gụ này bao giờ nó cũng sẽ sùi hơn, nó không mịn bằng cái dòng gỗ hương đá các bác nhé. Gỗ hương đá này thì nhìn cái tớ gỗ của nó rất là mịn và rất là rắn các bác. Cho nên khi mà các bác sử dụng cái hàng câu đối vuông này, hàng các bác cũng nên làm dày cho em là hàng 5 phân thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Vì nó cũng vẫn là thuộc gỗ tự nhiên. Với cái chất gỗ này thì mình cũng không thể nói mạnh được là nó cong hay không. Nhưng các bác cứ nên làm cho em là dày 5 phân thì sẽ đảm bảo hơn so với cái hàng dày 4 phân các bác nhé. Và về cái giá thành khi mà hoàn thiện lên, hoàn chỉnh hai cái sản phẩm bằng chất liệu gỗ gụ và gỗ hương đá, khi mà các bác làm những bộ sản phẩm đại tự cùng kích thước, cùng chiều dài và cùng chiều dày như nhau, thì cái dòng gỗ hương đá này thì bao giờ cái giá thành nó sẽ nhỉnh hơn so với cái dòng gỗ gụ, từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu các bác nhé. Thì vừa rồi em Linh cũng chia sẻ cho các bác về hai cái dòng sản phẩm đại tự bằng chất liệu gỗ gụ và gỗ hương đá. Thì hy vọng sẽ giúp ích cho các bác trong quá trình các bác lựa chọn các cái sản phẩm về đại tự nhé. Thì các bác có những câu hỏi nào cần em Linh tư vấn và giải đáp thì các bác có thể comment. Thì em Linh xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.